Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hòa với Chúa. Xin cho cả cuộc đời chúng con nói lên chính mầu nhiệm chúng con cử hành với tất cả niềm tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài Alleluia. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như sau: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimô, ông Nathanael người Cana, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy không bắt được gì. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra là Chúa. Người nói với các ông: này anh em, có gì ăn không? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo: cứ thả lưới xuống bên mạn thuyền thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không kéo lên nổi vì lưới đầy cá. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó, vừa nghe nói Chúa, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không còn xa bờ. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có bánh nữa. Đức Giêsu bảo: đem ít cá mới bắt tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Chẳng ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì họ biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn Phụng Vụ, chúng ta đang sống trong tuần 8 ngày, tuần Bát Nhật long trọng mừng Chúa Phục Sinh. Và trong các bài tin mừng tuần này, tường thuật lại việc Chúa Giêsu sống lại và tỏ mình ra, đồng thời trao sứ vụ để các người môn đệ cũng như những phụ nữ đi giảng rao lời phục sinh của Chúa. Trong tin mừng hôm nay đề cập đến việc Chúa Giêsu nhắc bảo và chỉ dẫn cho các môn đệ hãy thả lưới bên mạn thuyền. Quả thật là những tay trải lưới cừ khôi đầy kinh nghiệm, nhưng các ông chẳng bắt được gì. Nhưng giờ đây khi nghe lời Thầy chỉ giáo, các ông đã vâng theo. Và mẻ cá lạ lùng, đó là thành quả của việc đón nhận lời Chúa.
153 con cá, đó là một con số tượng trưng cho muôn dân nước. Và ở đây nói lên tính cách của việc giảng rao tin mừng và những người đón nhận là những con người quảng đài và để cho lời Chúa thấm nhập và biến đổi đời sống mình. Trong trang tin mừng vừa nghe còn đề cập đến việc Chúa Giêsu Ngài chuẩn bị bữa ăn cho các môn đệ, và cũng một dấu chứng rất là bình thường cụ thể ấy là Ngài bẻ ra trao ban. Và chính lúc ấy các môn đệ nhận ra Thầy là Đức Giêsu, là Con Thiên Chúa. Hành động trao ban và chia sẻ ấy nói lên tính cách của chính sứ mạng hiến thân để phục vụ nhân loại qua cái chết và phục sinh vinh hiển. Cho nên khi lắng nghe lời Chúa nơi trang tin mừng hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi để nhận ra sứ điệp tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu, và qua giáo huấn nơi giáo hội mà chúng ta tham dự phụng vụ. Chính cử hành bí tích qua lời Ngài và Thánh Thể, đó là việc cử hành trong yêu thương và hiến tế để cho mỗi người chúng ta nhận đón và xác tín được sức mạnh ấy là nguồn động lực để nâng đỡ, để củng cố và thúc bách chúng ta ra đi để loan báo tin mừng. Cũng như các môn đệ ngày xưa, nếu trong những ngày này chúng ta để ý nghe sách Công vụ Tông đồ thì sẽ thấy một sức mạnh đổi mới và hoán cải tâm hồn những con người trước đây nhút nhát, sợ hãi, giờ đây đã mạnh mẽ và sẵn sàng ra đi để loan báo tin mừng phục sinh. Không còn sợ hãi bất chấp những ngục tù và những đe dọa roi đòn ngục thất, các môn đệ ra đi để loan báo tin mừng. Ước gì ánh sáng lời Chúa hôm nay cũng là lời gọi mời nhắc nhở mỗi người chúng ta, khi có được niềm vui phục sinh, chúng ta cũng can đảm đổi mới và biến cảm đời sống mình trở nên những chứng tá loan báo tin mừng yêu thương của Chúa đến với mọi người mà chúng ta gặp gỡ từng ngày, để tin mừng ấy đích thực là sức mạnh, là niềm tin để củng cố thúc bách chúng ta ra đi và sống đời chứng tá tin mừng yêu thương. Và khi đó chúng ta đích thực là những người môn đệ của Đức Kitô, khi chúng ta sống trong môi trường, trong hoàn cảnh đang sống, để chúng ta làm sáng danh Chúa trước mặt mọi người.